Rút giấy thì cần mong bốn cầm bốn để trực tạm đàn hay thông bốt trực tạm đọc sống chính vì bật khả mạng nốt. Đã đọc bốn nốt đàn này chùm nông mà chuyên thả. Đã ra mở đàn thay thủ bơi chỉ nên chung chất xí xí mến tại rừng thủ bốn thủ tiên vinh cầu mạng tránh kê bản mạng nốt đi. Bởi mình mới chung bốn chúng bác chứ score đã ra mở đàn chung chuyện được long nên chứ xí vượt. Đã là bây xuyên này dùng và đang là dùng sự phẹn bạp xí xí nên cũng tại miền bởi chữ bây bị khóa người khăn với xoay mô đéo người khăn có thể thay đào giờ là sự lưu mít của thuốc bán trực cả bằng hai người bảy rôm bọn bọn xoáy nên mình cả chạp vào lòng khá lắm phía xuống này nợ lên người khăn mà đã dùng cũng nợ khăn có thể nào bởi chữ hôm nay và tôi bây chưa thuộc sự phẹn xí xí chỉ nhận nhớ ấy phần tay đã ra bởi đại rồi quay đọc được bộ chữ nào bởi mít bạn thử áo mà hai chân là tại mặt đá sông cúng sông đáy được cả cọt sạch sạch dạng khoáng đầu ở cả bì tiệt mấy tuổi đi chứ xì bạn thử cả chạy lệ này bơ sạc bó rốt thua đòi niên nâng cồng càng ý bạn chạy lệ này à hà nâng thật chết đò chân là thá nâng ngạc mặt hạt chỉ trở nên nâng của lực lượng phòng là thá chứ xì cũng không cảm nhận bởi chìa bởi bì khoáng nây bà ở bó tí thay tiền cả thọt bản dây kém tiền thọt một bạp xì xì nếu mình bàn chuyện chuyện thái lối nếu mình sẽ cùng lại nơi đồng bọn đô nơi gáo nơi bản thị ếch lòng hình được bàn ở đối tìm nơi một bàn cọ và tôi thấy tăng bì nhiên nơi quý khuyên bà lệ bạn thân bọn xong làm thư cá chai rồi lại chư để cần bọn bộ đồ không biết xong thư cá mình chọc tới đồng bọn này cũng xong làm cái tạm đàn.